Nhiều thành phố tại Trung Quốc lại tiếp tục bị phủ trong khói mù, khiến cho nhiều chuyến bay bị hoãn và nhiều tuyến đường ngừng lưu thông. Theo như Trung tâm Quan trắc Môi trường Bắc Kinh, nhiều nơi trong thành phố có tỷ lệ là PM2.5, tỷ lệ các hạt trôi nổi trong 1 mét khối không khí, đã đạt 400S chỉ qua một đêm. Đây là mức độ cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe con người theo khuyến cáo của WHO. Ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của những người dân sống ở đây mà còn cho những người như chúng tôi. Tôi mới tới đây được 2-3 ngày nhưng cảm thấy cổ họng rất khó chịu. Ô nhiễm khiến cho những người đến từ nơi khác như chúng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi thấy lo ngại cho những người dân Bắc Kinh khi phải sống trong một môi trường như thế này. Cơ hội cho họ phát triển một trí não và thân thể khỏe mạnh là rất ít. Theo như bản tin dự báo thời tiết của kênh truyền hình quốc gia CCTV, một số thành phố của Trung Quốc vừa trải qua những đợt khói và sương mù khiến cho tầm nhìn rất hạn chế. Theo đó, 29 chuyến bay đã bị hoãn, 10 chuyến bị hủy và 20.000 hành khách bị kẹt tại sân bay Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Trung tâm quan trắc môi trường cũng cho biết thêm, chỉ số chất lượng không khí AQI ở Thiên Tân cũng đã vượt mức 400 vào ngày hôm qua. Đây được coi là mức độ cực kỳ nguy hiểm và có ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe con người.